Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được lên 5 cây cúc họ Hương, gốc rất là đẹp luôn nha cả nhà. Gốc quái luôn nha. Cái rễ của nó rất là to luôn. Và đây là cây số 1 ha. Đây em sẽ quay cái bộ rễ cho cả nhà xem nha. Nó nổi cục lên luôn á. Đây là cây số 1 nha. Thì cái này á, cây ở ngoài thì cái cây của nó chắc tầm khoảng bằng ngón chân cái nha. Chứ để nhiều khi em quay trong cái video nhìn nó thấy nó lớn hơn ở ngoài rất là nhiều nha. Rồi đây, đây là cây số 1 nha. Đây là cái gốc của cây cúc họ Hương số 1 nha. Cái bộ, cái rễ của nó rất là đẹp luôn nha. Cái rễ của nó nổi cục cục lên luôn á. Đây. Và cái này thì em ghép được 3 mắt bo ha. Thì cây này về chúng ta để già cơi đọt cái nữa là chúng ta cắt bo được rồi nha. Và cái này cũng chơi bonsai được luôn. Rồi đây, đây là cây số 1 nha. Cây này em bán với giá là 500.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi, cây này em bán với giá 500.000 nha cả nhà. Cây số 1. Ủa 490. Cây này bán 490 nha. Để giá 49 mà em quên. Rồi, cây này giá 490 nha, cây số 1 cúc họ Hương nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây số 2. Đây. Đây, cái rễ của cây số 2 rất là đẹp luôn nha. Em sẽ quay cho cả nhà xem đây. Nhìn rất là lạ, cái lô cũ này của em rất là lạ luôn nha. Quan trọng là cái bộ cũ của nó đó. Cái bộ cũ của nó nhìn lạ, lạ lắm. Thì cây số 2 này em ghép được 2 mắt bo nha cả nhà. Đây, thì cây này em bán với giá là 400.000 nha. Em bao phí vận chuyển luôn. Ai thích thì liên hệ nha. Rồi, cây này là cây số 2, em bán với giá là 400.000 luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây số 3. Đây, nói chung là cái bộ nè, nguyên cái lô này của em là cái rễ của nó bự lắm. Cái rễ của nó nổi cục lên luôn nè. Cái này là cái rễ nè. Còn đây là trên cái thân ha. Cái rễ của nó nổi cũ lên bự lắm. Rồi, em sẽ quay tổng thể cho các bạn xem nha. Rồi, cây này á, thì em ghép được 1 mắt bo nha. Mắt bo này xum xuê ha. Cái này em bán với giá là 400.000, em bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, đây là cây số 3 ha. Rồi tiếp tục là cây số 4. Đây, cây số 4 cái bộ rễ đẹp lắm nha. Đó, cả nhà thấy không? Nè, nó có cái rễ dài ra đây nè. Đây. Thì cái cây này thì em ghép được 2 mắt bo nha. Cây này em bán với giá là 390.000 nha cả nhà. Bao phí ship luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên Vườn Mai Chích Và Bông ha. Rồi, tiếp tục là cây số 5. Đây, cây số 5 cái củ cũng rất là to luôn. Nói chung cái lô này cái củ ngộ lắm. Nó mọc củ ngộ ra luôn. Cái củ nó bự hơn cái thân nữa nè. Cái củ á. Cây này ghép được 2 mắt bo ha. Rồi, cây số 5 này em bán với giá là 350.000 nha. Em bao phí vận chuyển luôn. Rồi, ai thích thì liên hệ bên Vườn Mai Chích Và Bông nha. 5 cây cúc họ Hương gốc đẹp nha cả nhà.